Mày nó. Em không có biết rèn. Mày kêu em vô cấp dưới anh bạc. Kêu vô gài muốn tương tiếp bắt không tương tiếp chơi một bữa trong con này chập cho nó vui vui chơi cái. Bắt tương tiếp là tội mình nhẫn nhịn nè. Dịch đó, nè. Cho vô bắt cái này cái đầu tới khi bắt rồi em. Là mình dí tương tiếp con này luôn. Làm mấy kỳ không? La lên. Làm mấy kỳ không? Chỉ kỳ. Mà nó chơi tiếp thì lấy vui mình làm cho nó vui. Mà bắt tiếp phải chịu trận con này luôn nè, con này nè bắt con vịt. Em kêu không vô hả? Ừ. Chứ em lẽ anh kêu được. Anh kêu vô lộ hết mẹ rồi sao anh dí được, anh nhìn được. Rồi em kêu vô mô mốt lấy gì em kêu cũng làm cái gì được. Trời chuyện đó thì em mốt mai mốt phải làm à. Anh kêu, cái mai mốt anh kêu. Ai biết đâu. Ừ thấy phiên nhau, anh chơi hôm nay người ta mai mốt tới em. Chứ lẽ anh gạt hoài người ta biết rồi, mạnh lạc rồi. Đúng không? Có hổm này em cũng bắt dịch bà kia anh bắt dịch đây bắt dịch anh vậy anh có kêu em có kêu đâu kêu tiếp bắt dịch tôi anh không có bắt dịch đối mặn bên đó đó bắt dịch hả trời bắt dịch dùng xong luôn đó muốn kêu tiếp chứ đâu có không em có kêu đâu ông kêu tù và tư ông tự ông kêu em ông kêu lộc lộc mày quay đi như hai con gà bữa trước á ông kêu em với em nào em nói lộc ông không cũng có hai ông mới đồng lõa nhau chứ đâu ổng tự nhiên ổng điện ổng em hôm nay chơi lại tiếp rồi chú không chịu còn... em không chịu nào không phải không chịu mà thôi quất kìa bây giờ em tính gì bây giờ em muốn chơi tính giờ bữa trước thì anh có lỡ anh nói là mặn dịch ổng thế nào ổng kêu con em vô quay dịch trong á thì bây giờ em giả bộ em kêu ổng vô trước mình bắt kêu qua bây giờ anh chuẩn bị làm sao mà anh núp đi hoặc như coi anh không có nhà em nói ổng cho ổng vô em dùng túi qua luôn rồi hôm kia em cái nói sao mà cho ổng đi qua đây bắt cái em thì không biết nghe em giả bộ em anh làm sao đừng cho ổng biết ấy nghe ừ thì đâu có biết bị nói là anh ba đi ruộng rồi ừ em nói ổng đi ruộng rồi nói anh ruộng rồi mà anh ruộng chưa về đâu mà đi lẹ vô ừ. Bắt hút liền lẹ đi để không về là ừ, rồi anh núp chỗ nào đó anh chơi ổng kiếm cái gì chơi vậy nè ừ đó đó nhìn đây trời ơi vậy là hồi nãy ta vô đây là ta áp vô luôn à ừ vậy ông rồi có chuyện đó anh nghe rồi chứ sao em không biết nữa đó nghe chứ lúc nào kêu em tiếp thì bảo mình không, nói không thôi em tiếp cũng được em có mặt được nhưng mà anh quýnh hai nó nổi sao anh dí cầm cây không có ga vậy thôi thằng nào ga lại ăn chổi hay là cái đầu ừ lấy gì dám ra la làng lên dạng sớm ơi thiên hạ ơi kêu ta kêu bà bao tiếp con ừ ừ được em của lý à trụ kêu kêu vậy đi có gì mà đừng có lộ em ra mốt không ổng không nghe lời em luôn á ok để em điện ông ra có mồi ngon nè con ông nhớ hôm qua không có con vịt ra ừ ủa con vịt rồi ủa con vịt rồi ừ nó nghe ổng đi mất tiêu còn bả nhà không à bà ngủ buồn á em vui nãy giờ thôi ừ ủa con vịt ủa hai giờ xong phải vịt nó như vậy ta vịt chim nãy đó hôm qua đó ừ chuyện vịt xem còn con anh dùng xuống xuống hồn nãy đó còn hôm qua đó còn con gì nhất ừ vịt đó rồi đó mình lấy nè tôi đập đầu nó còn sống tới giờ đó ông ác gì khi ừ, không mà nhờ đập mua sống vậy sao tính mặn không mặn mặn luôn vụ ăn là phải ăn là phải mặn luôn vụ ăn là phải ăn là phải làm món gì bơm hai gà vậy hai ông ăn hết được hết luôn ăn mình luôn ông con quá chứ trời con năm trăm ngàn đủ nữa vậy ông kêu là mấy ông làm mỗi 500 ngàn có hai ông hay ông tự ăn cái đã không cho tôi ăn cái về luôn ông trồng của nó tôi kêu chưa cho làm mua nửa con cho mày không chưa em mua ngon hẹn em ăn hết trơn luôn hay là ăn con gà ấy luôn con gà chấm hổm quên gà chấm hổm ông mượn của ta ăn luôn đậu chết luôn ủa mà tội không ta gì sẵn mặn nãy ấy mặn của đó hai con hai gà mái của ông luôn bữa nay sẵn mặn giật mặn luôn gà chấm luôn đi bây giờ về đi con gà con vịt chim á ừ sao cối ngon lắm sao cối rồi ừ mà giờ nó tối quá luộc xả mày ăn tao vịt chim mà ăn luộc xả là nhai không nổi đâu sao cối đi rồi. Ừ mất đi tới anh để nguyên con vịt vô cái cối anh xào qua xào lại lùm trời ơi tưởng gì cũng lóng tay nè cứ để vô cối đi xào rồi bây giờ đi này đi đường này bà thấy ai cũng nói đó cửa đi đường này nè đi cái chỗ mà mình bay vô mà mình bắt lương á đè cái lỗ này ừ ê nhỏ nghe bà có nhà nghe bà có nhà mà ổng có nhà
là cầm dùm cho tôi qua cái trời. Rồi ok. Ủa đường này đi không được hả? Không. Đi nó đi, đường này bích chịch kìa. Ông chơi ông đào sao mà lật cái xài gỗng hay thì chứ. Này, này, được hả? Thôi có đi đường này. Ừ. Có đi đi mà đi đi. Quất ông một giò cái. Bữa nào mình lấy xẹt vô mình xẹt hàm ổng luôn. Không có cá đâu xẹt nổ. Có đó, cá ngốc cạnh trướng đó. Rau kiến, ăn cái gì? Ăn vậy đúng là. Ấy, rau kiến đã. Ừ, cái xe kem mày làm lộn ấy nè, xe kem đánh răng nè, mơ đi, đánh răng đi, bỏ túi đi. Thôi. Thôi cho anh ta bắn cái đuôi rồi nha. Cái gì? Dịch. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, không nổ luôn, nổ luôn. Đi lẹ bên đi trời. Ê, ê. 3 100. Hai ông bắt đi em ở bên đây nghe. Hai ông bắt đi em ở bên đây nghe. Ủa em có nghe lao ba mày á, mày xui tụi mày có đâu nội ông em có đâu tụi mày kêu vô rồi ông đi nào về nè em có hay đâu mày mày cũng vui lắm mày chờ nó sợ nó kêu mày nói em không có biết nghe chết mày nè chết mày nè cái này em cứu là anh đưa em cứu ra cái này em cứu đây là đây em cứu anh đưa à, đây em cứu anh mày cứu nữa hả cứu hả
tao em có làm gì đâu. Là em cứu anh nè, nói nghe nè anh Thư. Nói anh, nói nghe. Thôi ra. Mày xuống thôi mà. Không phải. Nói nghe nè. Anh ơi, em cứu kìa. Sao? Là em cứu kìa. Sao? Sao lâu rồi. Cứu nữa không anh Tư? Cứu không? Hỏi đi. Xuống rồi mày cứ cứu. À, anh kêu cứu em cứu bộ. Anh kêu cứu em đi đâu? Phải là cứu. Cứu cấp cứu hay gì vậy đi. Cứu đi cứu thôi. Vậy luôn hả? Rồi vậy luôn hả anh ơi? Vậy luôn rồi. Vậy hả? Vậy. Bắt cái lá rồi vậy không? Ông nội này tao lao lao đây rồi. Gì? Ông ơi đi bắt vịt ông 3:30 chưa? Ông điện anh Sáu vô. Điện nào? Tụng lao. Mới điện cái sọt đây kêu anh em đi chạy vô qua. Tôi kêu chạy qua đây chứ tôi kêu bắt vịt nào? Hỏi nào chứ. Này hỏi ông ra ông ra ba cái ổng biết đâu nghe. Bây giờ mày hai em ra đây. Hai em đi bắt vịt của ta tào lao 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 chết. Ông kiện bắt. Bắt vịt tới hả? Ừ. Giờ bây giờ bắt đại tay rồi. Dạ, bắt chính hai hả? Tôi bắt chính hai thằng đủ nữa. Nó nằm nhỏ nè, giờ ông tính sao? Bắt chứ qua nó bắt nè. Ừ. Hai phải tổ tạm nè. Giờ ông Tú chạy, ông Tư chạy ngoài luôn rồi. Ăn chậu một ngày luôn. Ăn chậu một ngày luôn. Hai thằng qua bắt vịt con ông. Bắt đại tay luôn không? Ừ. Bây giờ tôi chạy chứ về ngoài luôn rồi. Sao giờ con vịt này lỡ rồi mấy ông bắt này ông làm ngoài làm đây. Không biết á. Bây giờ hai con vịt tôi, con vịt tôi. Dám ăn ngày chọn mà ngày vịt tôi luôn hết lần. Dám ăn ngày hai thằng không vịt. Đâu rồi tiếp ông đi về ngoài mất tiêu rồi nữa. Dạ. Ra ngoài ông chạy vô ông dắt xe. Hết hồn giọt cái một đi về ngoài luôn rồi. Nói chuyện với con vịt này sao? Bây giờ thôi giờ anh em thằng này cháu. À. Cái thằng em rể. Mà thôi giờ anh bà con anh về. Thôi chung. Mình ông trả thù được thôi. Ông ai kêu ông đi chung cái gì không? Ông thôi bây giờ giải thù được rồi. Thôi bây giờ chào cả nhà.